Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em gửi tới mọi người một video giới thiệu sơ qua với mọi người ba sản phẩm bơm lốp ô tô thông dụng, tiện lợi, thông minh. Đây là mẫu thứ nhất. Mẫu này nó cũng có đèn chiếu sáng và việc cắm của nó cũng rất là tiện lợi. Chúng ta cắm thẳng vào tẩu thuốc lá, rồi sau đó lắp vòi bơm vào và ấn nút nguồn trong vòng 60 giây, tức là 1 phút đã được bơm xong. Đây là hình ảnh tổng thể của sản phẩm. Đây là hình ảnh tổng quan của chiếc bơm. Còn tiếp đến là một sản phẩm, đó chính là cũng là bơm lốp. Nhưng nó nhỏ, trông rất là nhỏ gọn, có thể cầm đi như một cái dạng đèn pin. Đây là cái vòi bơm của nó. Đây là các cái vòi chuyển đổi để bơm bóng này, bơm xe đạp, bơm ô tô. Và đây là dây nguồn. Đây, được đựng trong cái hộp và nó rất là nhỏ gọn. Đây, có các đây là bật mắt đèn pin, đây là nguồn, đây là đèn pin ạ, rồi nguồn. Và tiếp đến là chúng ta có thể tăng giảm cái thông số mình cần bơm tùy ý. Vâng ạ, đây là cái vòi bơm của nó rất là nhỏ gọn ạ. Rồi. Rồi ạ. Vâng. Và tiếp đến là một dòng sản phẩm với mẫu sản phẩm thứ ba này thì nó cao cấp hơn, bởi vì dùng màn hình cảm ứng hiện đại hơn. Cũng rất tiện lợi, nhỏ gọn. Đây. Sau khi chúng ta cắm vào với cổng nguồn là tẩu thuốc lá, ta cắm mở vào bơm ra. Và ta bấm vòi bơm vào. Đây là màn hình cảm ứng, tùy theo cái chế độ chúng ta muốn cài đặt. Rồi ạ. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333. Mong rằng những chia sẻ với những sản phẩm vừa rồi sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em có thể lựa chọn được cái mẫu sản phẩm mà mình ưng ý nhất. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Em xin chào.